thế này thế này không có gì đấy. Đây là đây ông là đấy. Ông đang cháu đang không áo cho ông này á, gọi là ông á. Đây là ông cháu nhìn 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 bây giờ mới là đệ tử. À đệ tử. Đây là tên là gì? Tên là gì chị? Thủy. Thủy. Học sinh bây giờ mới vào lớp vỡ lòng. À mới làm vào lớp vỡ lòng. Đây là Thủy. Đây là đệ tử của Then Thu. Then Thu. Then Thu là học trò của Then Ngọc. Đây. Đấy. Thế thì bạn này phải gọi Then Ngọc là bà. Ờ đúng rồi. Bà đấy. Bà nội hay bà ngoại? Bà nội nhé. Bà nội. Bà nội. Bà nội. Bà nội chứ. Cháu của bà nhà bà nội. Chả mang. Gọi đứa gọi bà nội bà. Bà ngoại. Ông. Bà ngoại. Đây là ông, gọi đây là ông á. Ông. Rồi thêm mạnh là ông. Ông chả mang nè. Ông cậu, đây là ông cậu. À ông cậu. Còn đây là thằng em ông, của bà ngoại. Ông đây là ông thêm mạnh là em của bà ngoại. Đây là bà ngoại. Bà Ngọc là bà ngoại. Là em của thêm Ngọc. Vâng. Thế gọi đây là còn gì? Đứa cháu ấy. Còn đây là gì á? Đây là gì? Đây là gì? Đây là gì cũng là là em của mẹ. Là em của chị Thu. Chị là hơn tuổi mà. Hơn tuổi nhưng mà xuống sau. Năm thầy sau, chị kia là thầy trước. À. Ai xuống trước là anh. Hơi buồn lòng nhỉ. Không buồn. Thế như ông rẻ này vẫn phải gọi ông bằng cậu ấy. Đây hai mẹ con. Đây là hai nhau ông nhà giống nhau. Vâng. Mấy người con giống nhau rồi đấy. Cũng hơi giống. Lúc vừa mới đi học thì ai cũng bảo là hai mẹ con giống nhau. Bên then không hả? Cứ như là hai mẹ con người. Lá Phật gia. Là gì? Lá Phật gia. Lá Phật gia. Ê, cô còn nợ. Lá Phật gia này hơi gầy một tí. Gầy quá, gầy luôn thật. Chứ da bọc xương á. Không ít rồi. Không, nhưng mà đến tuổi khác béo. 30 tuổi là béo nhỉ? Ôi trời ơi, giờ có tuổi rồi. Cái thứ mẹ. Cái mẹ mẹ. Có cái bún vân này, con chay cái đắng. Bé Thủy đeo rất nhiều vòng đẹp nhé, vòng tay gì đấy? Dạ, đây là vòng... Chắc là nếu đạt đúng không? Không ạ, vòng bạc. Vòng bạc á? Ôi, vòng bạc. À, vòng bạc để tránh trúng gió đó đúng không? À, đúng, đúng, đúng. Để phòng trúng gió. Cái này là... Thế là thầy Thủy có đi học hết lớp 12 không? Dạ, em không học đúng, không học hết lớp 12. Thế à? Không hỏi lớp 12. Tại chưa buồn chứ. Hả? Tại chưa buồn chứ. Không, có gì mà buồn. À. Đi làm cái này thì chắc là không học cái phần nào hết rồi. Chắc là trời không cho học hết nhỉ? À không, là tự mình cũng học hết đấy chứ. À tự mình không học hết à? Em không hiểu, không biết lý do là tại sao. Không biết lý do tại sao? Sau đó là có một thời gian là mình không tỉnh táo mấy phải không? À đúng rồi, mình đúng là không được tỉnh táo cho lắm. Thế là lúc ấy chắc là mày thôi học. Lúc đấy là tìm... Các cụ là mình có căn cho các cụ bắt mình làm ấy nhỉ? Các cụ yêu cầu mình làm ấy nhỉ? Đúng không? Hay là như thế nào? Yêu cầu cũng phù hợp với trường hợp này. Dùng từ yêu cầu cũng phù hợp với trường hợp này. Thế gọi là gì? Như kiểu các cụ chỉ mình làm nhỉ? Đúng, chỉ điểm, chỉ điểm. Chỉ mình làm đúng không? Vâng. Như kiểu là chỉ xuống rồi. Chỉ rồi. Chỉ xuống. Chỉ đích danh luôn đấy. Con phải làm cái đấy. Không làm là sẽ không tốt đúng không? Làm thì mọi thứ sẽ tốt. Nhưng mà nhìn 20 tuổi mà nhìn trẻ nhỉ? Không làm thì không được khỏe mạnh. Không khỏe mạnh. Nhìn 20 tuổi mà trông như kiểu 17 tuổi thì trẻ thật. Bây giờ mình bấy ba năm á. Bây giờ các thầy nghe nè. Nói chung là bấy ô tô thì mình lục bấy. Kìa xuống năm đi. Thêm mạnh làm gì mà rách hết áo thế này. Lúc mua trầu lúc đấy á. Cháu giật đấy. À giật á. Ăn nó vướng vào. Cháu ăn rồi ạ. Cháu ăn rồi. Không ngồi không bảo một câu nào. Có. Cháu chạy máy bây giờ. Để quay bắt đi nữa. Bắt đi. Bắt đi.
Chị Hà không ăn đi, chị Hà. Khó chứ, sớm lắm. Túi đựng đầy tiền hay sao ấy? À, đựng sổ thôi. Vâng. Chúc nó mà tin quan à, xin ăn rồi ăn. Vâng, em ăn rồi mà. Mọi người ăn đi. Dì xuống ăn đi, dì. Dì của Thủy. Hai bà cháu xuống ăn đi. Đây là Thanh Linh đấy các bạn nhé. Các bạn xem Thanh Linh rất là nhiều rồi. Hôm nay Thanh Linh lúc nãy múa trầu hồ nhảy hang quá hơi mệt. Bây đang ngồi thở. Uống tí nữa thầy uống một lon bò húc là sẽ lại sức ngay ấy mà. Thầy Linh có cam chỉ. Ôi giời. Thầy Thanh Mạnh cười hay đấy. Tưởng là bác quá. Thầy Mạnh hay hay hay. Thầy này phải sót của tất cả cho mình phải bên không hay nên sót của bên đây cho mình chắc là. Đó là đi mà nhở đúng mấy cái. Thế chắc phải tính. Có thể nói được đi á. Chú Mạnh à. Thầy mày xong đã. Đói rồi, lúc ấy nhảy đói rồi. Cái nghỉ được nhau ạ? Với điệu tinh gì? Then Thu ơi, thế như như Then Thủy kia thì học bao lâu nữa thì làm được, đi làm lễ được? Điều kiện. Mới khi là chinh lầu ạ? Có điều kiện. Mới khi chinh lầu ạ? Tưởng đang học thế này thì bao giờ làm được chứ? Sao năm? Bây giờ làm được thì cũng làm được nhưng mà điều kiện gia đình. À điều kiện gia đình à? Tưởng là học học thường là học đến ngưỡng nào đấy mình được đủ tay đủ cao tay thì mình mới làm được chứ. Mình cũng chán tầm gia đình lâu rồi. Điều kiện thì chưa làm được. À thế ạ. Bỏ được là còn điều kiện thế nào nữa nhỉ? Nghĩa là nhiều thứ lắm à? Thì nhiều thứ lắm mà. Sắm nhiều thứ lắm, ngựa đàn các kiểu. À sắm ngựa đàn này á? Hay nhỉ. Sư võ. Nhì thi nhì hà nhì hốc á. Nhì thi nhì hà nhì hốc, nhì háo nhì hốc, nhì hốc là xong. Sắm ngựa, sắm đàn. Áo quá, mình bắt được khăn đủ. Phát tàng, phát tàng. Mình phát tàng là phát tàng. Không quay được, hay quay thân cái quay quay em thử một tí. Cái tay đẹp đấy. Thôi cháu không ăn, cháu ngồi xuống đây cháu chơi vậy. Cháu ăn rồi. Cháu ăn rồi. Cháu không ăn. Kiên rồi, kiên rồi. Nó nhờ bà. Bác phải phải tận nhờ em. Vâng. Nó nó rồi du ăn. Nó sầm mà. À nó nhờ à na na cái nó sầm mà nó. Ừ. À. Là sao cái đó đấy? Đang cả là na. Na na nó hừng lên về. Năm nó hành ra thôi chẳng có bao nhiêu. Chẳng chết tụi cái khổ khăn na đi à, lúc cả sắm tôi. Bây giờ là cái này cô bán chưa xong áo này. Đây quay tất cả những cái này đều là cái điều của mẹ hết không đổi áo này. Hả? Sao cho nó tìm mỉ thì mới không được cái áo này. Chỉ cái cúc thôi phải không? Cái cúc thôi mà. Cho nên là vâng là để ý làm đều đi. Xong rồi là mẹ bảo phân công cho đứa nào làm đoạn nào là làm luôn chứ không để ngắt quá. Bởi vì tất cả những công việc này thì nhờ chị quay cho này sau này thì mình có rồi. Nhưng mà không không mệnh thầy để chúng là ôm ái đi. Thôi là tôi quên được thôi. Nga có ví dụ như là tạm hứng đó này. Thầy ơi, đây gọi là lễ khao khao tướng à? Khao tướng. Khao tướng. Mời ăn. Mời ăn, mời ăn. Vâng. Mời các tướng ăn. Mời các tướng ăn. Đây được nhiều con gà như này rồi. Con gà lúc này cắn cổ cái gì? Dạ. Ừ, đúng rồi. Lúc này cắn hơi ít nhỉ? Được chục con thì hay nhỉ? Cắn 2 con. Hả? Thầy Mạnh cắn 2 con. Thầy Mạnh cắn 2 con. Nhưng bây giờ mình đánh chấp báo ấy này. Thầy Mạnh 2 con này, thầy Linh 1 con. Linh 1 con, Thủy 1 con, Mạnh Quang 1 con, Bà Ngọc 1 con, tất cả là được con. Mỗi người thế là được 6 con. Mạnh nhiều nhất. 6 con. Lúc là sáng thua đi á. Không đâu lại cuốn ra. Thì những con gà này lúc nãy các thầy cắn cổ lúc ấy là múa trâu à chị? Lúc cắn cổ là lấy gì thầy? Không biết múa trâu.
Chị Hà ơi, chị Hà, lúc cắn cổ là lấy gì đấy thầy? Cắn cổ là các cả tướng, đón tướng xuống rồi bắt đầu là phát ra là cắt cổ ra. Đón tướng thì ghi xuống. Đón tướng, cắt tướng xuống để là cắt cổ gà. Vâng, cắt cổ gà. Nước lọc nhé. Nước lọc. Để cái dao để con xin đi. Có một cái chè thôi. Thầy đang nhập rồi. Thank you.
trên lấy cây kem nà cỏ thơ trên ba na nắp nà đăng nà trên trên ba rủ xăm mây nà phần tay nắp cây kính nà nằm đóng xa cây tám cà đồng hương đồng ra ít mà đó thua thấy quân thương đồng phân lê in này tiên mù mô mày à tiên hữu mô mày à tiên ná hứa lại cần tiên ná hứa lại cần tiên ná hứa kiên hứa thảo biêu phần tiên ná hứa thảo biêu phần tiên ná hứa thảo biêu phần áo là phần áo nha áo là phần áo nha tiên phóng xe biên chân phần ยาเวลุงดำดำติดควันดำติดควันมาจริง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 
Bắt đầu kiếm ngang ngọt,
Bất khổ khó
bay ra biển không bay biển không
nó lục sáu ngà nam xin ông nà phân chuồng xin ông đơn phân an xin ông lượn phân an thập kế phổ mẹ cổ xưa thập kế phổ mẹ cổ xưa tham ba mạ hạ phân bình tham ba phân mạ hạ phân bình tham chức phân bình hạ bác nhị phân bình kèo tham chức phân bình hạ bác nhị phân bình kèo Đức sang là nhà hoàng đường ca Đức sang nhà hoàng đường ca Đức sang nhà hoàng là thánh đế Đức sang nhà hoàng thánh đế Thập kế phổ mê tổ sư ho đặng giang Thập kế phổ mê tổ sư ho đặng giang Tổ sư á lại tham bằng Tổ sư á lại tham Thập kế á lại tên Thập kế á lại tên Thập kế triệu ca triệu ca hiểu Thập kế triệu ca hiểu nhiên quang Kiếm tuệ tạm lần đầu kim đây bộ tân vương kim đây tổ tân vương kim đây lộ thần tây đa ra kim đây lộ thần tây đa ra và tâm này là thôi và tâm này là thôi đây là phân tam xin lai là phân tam và lai phân là lần và lai phân lần kim đây lâu thần tam như vậy lai lâu thần tam cháu tiêu đa nằm tha tiêu đa nằm tha đã trao trong ngày ngày đầu đã trao trong ngày thở trong tham đầu đi trao hoa lệ chân dài trao hoa lệ chân dài trao hoa trầm tu đi trao lệ chân một là vô tu trao hoa lệ chân một là vô tu trao lệ lâu thành bồng mây mang trao lệ cô thành bồng mây mang trao óc tham bạc tròn trao óc tham bạc tròn trao óc hạ bạc bồng trao óc hạ bạc bồng lệ lục chấm bông luôn là đào lệ lục chấm mê bông luôn đào cây có bỏ cây luôn cây a có bỏ cây luôn tập cây bứt đựng cây ba năm cây bứt a đựng cây ba năm trao cô cây cấm có phát bình ngang trao cô cây có cây cấm mà phát bình trao cô một khe khao a mã trao cô một khe khao mã trao ốc vi chất một đầu hoa quả trao ốc vi chất một đầu hoa quả trao ốc cổ thanh bồng mây mang trao ốc cổ thanh bồng mây mang trao ốc của đau mê à đúng ba trao ốc của đau mê à đúng ba trao ốc của đau bà đúng ư trao ốc của đau mà đúng ư trao ốc của đúng thường tâm lòng trao ốc của đúng thường là đúng lòng Đọc ốc của lục bó kỳ tên Đọc ốc của lục bó kỳ tên Đọc ốc của đôi bên ký số hoa Đọc ốc của đôi bên ký số hoa Kinh na tuần tóc cục lông bền Đôi á kinh na tuần tóc cục lông bền Kinh na tuần tóc xén lông hoa Kinh na tuần tóc xén lông hoa Thao na mừng ốc thắng Thao na mừng ốc thắng Đặng mưu đa ốc âu Đặng mưu đa ốc âu Đào ốc của ba cần Đào ốc của ba cần Đọc ốc ra kiếm ngân vàng bạc Đào ốc kiếm ngân này vàng bạc Kiếm tiền trang ra vàng xin nến là trang ra vàng xin nến Thèm này phá lá mà lại chua Thèm ba mà lại chua Thanh nhân ba bốn đứa Thanh nhân ba bốn đứa Thơ biến tướng là bây mường Thơ biến tướng là bây mường Thơ biến thừa lương pháp bây bản Thơ biến thừa lương pháp bây bản Thơ biến tổ sư bây điêu bán kinh thường Thơ biến tổ sư bây đơi bán kinh thường Thơ lương bây điêu mường kinh bông Thơ lương bây đơi lương hà kinh bông Thơ biến thừa à lương quê ngang Thơ biến thừa à lương quê ngang Thơ đen ngô lương thà mạng Thơ biến thừa ngà lơi lương thà Áo lá mơ quân khăn Áo lá mơ quân khăn Cất dao nhị tiên là nộp dao Cất dao nhị tiên là nộp dao Cất khẩu kho nho á khẩu liền Cất ra khẩu kho nho á khẩu liền Na lu ma bàn kho á Na lu ma bàn kho á Na lo bàn tình tiên Na lo bàn tình tiên Cơ cân đan phản na cân hàn Mơ cân đan na phản cân hàn á Tha la bàn tình kiên Na la bàn na tình kiên Ngọc ra hoàng trình linh Ngọc ra hoàng trình linh Ngắt ra thật mở đám băng là coi ai Ngắt ra xa mở đám băng là coi ai Ngắt mở đây ta chạm tay coi du an Ngắt mở ai chạm tay coi du an Ngắt mở thang mặt lầu Ngắt mở thang mặt lầu Ngắt mở cầu mặt về mặt vàng Ngắt mở cầu mặt về mặt vàng
thần mưa bản sắc cả thở hương. Thần là mưa bản sắc cả thở hương. Thần mưa là bản sắc thở xa. Thần là mưa bản sắc thở xa. Hấp thu là lòng mắt. Hấp thu là lòng mắt. Gắn na cửa đồng thi. Gắn na cửa đồng thi. Na ư kỳ sâm sao. Na ư kỳ sâm sao. Na ư mạ sầm chiếc. Na ư mạ sầm chiếc. Mạ lầm là bay biên là ốc. Mạ lầm là bay biên là ốc. Đất lệ thần na lan. Đất lệ lệ lan. Đất châm đu lệ. Đất lệ châm lệ đu lệ. Quán na mạ mạ linh ngang. Quán na mạ mạ linh ngang. Người ma giảm phần linh ơi ma giảm đất lệ dân na đàn đất đa lệ chậm gian đất chậm là thu thế đất chậm là thu thế ta cần mi đạp vàng thành đế ta cần mi đạp vàng thành đế ta cần là mi lệ thành đàm ta cần mi lệ thành đàm ta cần mi lệ đầy đà ngàn ta cần mi lệ đầy đà ngàn ta cần là mi bạc đầy ta cần mi đầy bạc đà mi kiến đất xa quê mạ ông kim nhà ông lộc đà đất xa quê mạ kim nhà ông lộc đà kim nhà ông lộc đà quê luồng kim nhà đa lộc lộc đà đất xa quan mạ khổ đình ngàn đất xa quan mạ khổ đất thương quản binh khâu hòa chạm đất thương quản binh ngay khâu chạm mạ na sông đình đình na sông chạm na sông đình 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 sông chạm đất làm bạc thành đế lệ thành đàm thành đế lệ thành đàm na văn chuông luận phản na văn chuông luận phản ác ta kê tổ mê tô xưa ta kê tổ mê tô xưa ta cân thân mưa tham mà lâu mà ta mê mà lâu ta cân thân mưa cũ mặt mê bằng vàng do lần theo trong kho lộc tiêu chiến bàn bê đà trên mù rào với ông sung ca bằng bát tử hoàn bàn bằng bát tử hoàn lại thông bà to ngân bó bà thông bà với ông sung ca bằng bát còn hát ra hát bài ổn hàn na mà đất lệ chậm đàn na 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 Hà Nam do phép khổ tâm cái nghề người trong xa người trong thả nghỉ người nhà bài đi hát ha bài này hay mà bài này có ý nghĩa lắm đêm thì đi làm thêm ở ngày đi làm thêm tối đi làm ca sĩ phải ở kia thắng thải à kia kia đấy cái on à kia kia ok tất toàn đấy kia kia có hai tiếng cái gì không biết xong rồi hết rồi hết bài rồi thế là xong rồi đấy rồi chụp ở trong kính rồi thế là bây giờ đi ngủ được không bây giờ là nghỉ ngơi rồi hết rồi sao lại làm không hay đâu làm không hay đâu thế là hay thế là hay rồi nhỉ ba nhỉ hay rồi được rồi. Không lọ với ông hát là hát bài thế này là không hay làm thế này thôi ai yêu